Ôi nay bước xuống cũng mà ấm mơ cùng ôi mẹ nay con đi bây giờ bước xuống đi cùng yêu mẫu thân. A Di Đà Phật. Ô Phật, đây đã tới A Chỉ Địa Phù, đất Vũ Châu thuộc huyện Chi Dương. Trời này biết lấy ai nhắn nhủ đôi đường, âu là phải hỏi quan cai thời ngục tối. Hỡi này các quan cai trong ngục A Chỉ, các người cho ta thăm hỏi đôi lời. Trong ngục này có ai tên gọi Phạm Thị Thanh Đề? Các người hãy mau mau cho ta biết rồi ta bán cho tiền bạc. A Di Đà Phật. Bữa này tiếng ai ở bên ngoài đó thế? Có việc chi lại dám đến chốn ngục nghiêm? Mau mau khai tên kẻo không ta bắt bỏ vào ngục chung. A Di Đà Phật. Này các quan cai trong ngục A Chỉ, ta nói cho các ngươi đây được biết, ta không phải là người trên dương thế, mà chính ta đây lấy địa tạng mục liên. Bởi vì mẫu thân hay mắc tội oan khiêm, liền chân bước ta xuống đây đi tìm cứu mẹ. Các người hãy mau cho ta biết trong ngục này có ai tên gọi Phạm Thị Thanh Đề. Nhờ các ngươi mở cửa tam quan để ta vào đón mẹ ta ra cho trọt đạo. A Di Đà Phật. Dạ dạ thưa ngài chính đức là Đức Phật Mục Hiền Liên Tôn Giả, tên người Đại Từ Đại Tôn. Nhưng cửa ngục A Chỉ này, cửa ngục này đây không có ai tên Lưu Thị Thanh Đề. Xin mời ngài đi cửa ngục khác tìm mẹ A Di Đà Phật. Mẹ ơi, con đã qua bao cửa ngục,
tìm thấy mẹ mà lòng mình xót xa. Mẹ ơi trở về bạch Phật dân đường, lối chốn âm cung A Chỉ đi ở phù. Mẹ ơi chốn mẹ nằm Phật trời dẫn lối con đi, để bước xuống âm cung đi tìm cứu mẹ. Mẹ ơi có phải mẹ ở chốn ngục này? Mẹ ra để con dắt mẹ tình độ mẹ gì ơi. Vọng tài nghe tiếng ai gọi như hình thể gọi tên là mình. Mẹ kể từ ngày chịu kiếp luôn là mẹ ơi đúng tiếng mẹ con đây rồi. Tôi chưa được nghe gọi tiếng mẹ ơi. Mẹ có phải Mục Liên con ơi, con phá khóa sát thèn là đồng. Mẹ con vào con cứu mẹ. Mẹ ơi đây khóa sát ni thẹn ni đồng, để con vào bây giờ con đón đi mà để mẹ ấy về. Con đón mẹ về lời gọi cảnh chiều cảnh huyết hồ. Mẹ ơi bao năm khổ cực nhọc nhằn vì ai? Về sinh con chiều cảnh có huyết hồ. Mẹ ơi thân y gầy quần y con đi ra. Ôi hồi ôi hồi mẹ ơi. Mẹ ơi nuôi vì sinh con nay chịu cảnh huyết hồ. Mẹ ơi hôm nay con đón được mẹ về đây rồi. Mẹ ơi thế bao năm rồi mẹ nằm trong ngục tối, quỷ nơi nào đánh đập mẹ, nơi nào thân tàn ma dại này mẹ ơi. Đây con ơi, suốt bao năm qua mẹ chịu cảnh luân hồi khổ quá rồi. Con ơi cũng chỉ vì mẹ sinh các con ra. Đấy cũng bởi vì sinh các con ra, các con
cũng chỉ vì sinh các con ra. Mẹ em áo quần nề giặt rũ dưới sông sông. Mẹ ơi, các con ơi, cũng vì vậy mà thủy thể đã ghi tên chép tội. Ngày mẹ xuống dưới ngục chung bị bọn chúng cha khảo đúng đường ấy đánh đập mẹ thế nào. Chân mẹ phải mang cùng cổ lại mang không. Ngày hôm nay các con cháu dọn mẹ về rồi. Rồi đổi đầu đổi chậu huyết hồ lấy làm khổ nhục. Các con ơi, mẹ sinh các con ra thì cũng chỉ thầm mong ước mai mốt ngày độ tuổi mẹ già mẹ còn có đến các con. Mẹ ơi, đây ngồi cũng đây. Ôi rồi ôi con ơi, mẹ con mình tạm thời hết kể lẽ. Ngồi con lấy cái ghế để mẹ ngồi xuống đây xem sao nào. Ôi 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 thế nào đó con ơi. Ở trong kia đi, ở trong kia thì quỷ sư nó tra tấn mẹ đau nhức mình mỏi. Sao đây, thế nào mà ra đây con lại để cho mẹ ngã thế này con ơi. Nào mẹ ngồi cẩn thận ngã thế. Mẹ ơi, thế này thì ôi dồi, gãy hết xương rồi. Xem con cháu của mẹ đâu đông đủ lắm mà chả đứa nào nâng mẹ dậy. Mẹ ơi, sao đấy con ơi, các con trai con gái con con rể thế xem mà cho mẹ tiền mẹ may cái váy mới mẹ mặc như nào, như quần áo thế nào thì anh gì đã tôi hết rồi. Đấy, đây kia kìa, nhắc đến con trai đấy, mẹ nuôi con trai là vất vả thiệt thòi nhất đây. Đây con gái đây, A Di Đà Phật, con gái nào đây. Ôi giời ơi, ừ thôi được rồi, A Di Đà Phật. Con ơi, là con gái út à, là Thủy đây. Đấy mẹ ơi, mẹ vẫn bảo rằng mẹ thương cái Thủy nhất nhà. Đấy ở thương nó vì là gái út nên phải uống sữa cạn của các chị các anh. Mẹ ơi, ừ. Mẹ ơi, con ơi, mẹ sinh con ra là gái út trong nhà đấy. Mẹ vẫn bảo rằng là giàu con út được khó con út của mẹ đấy. Ôi giời ơi, con gái cháy trận của mẹ đấy. Đấy được rồi, thiếu mẹ 100.000. Hôm nay ngày mai để mẹ mua sữa. Các con chốc cho gái cả cho mẹ ấy để mẹ mua quần áo sau. Ôi giời ơi,